Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình lọc cổ phiếu vào cuối phiên và hôm nay thì chúng ta sẽ đã kết thúc cái phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 5 mà phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 cũng như là kỳ nghỉ lễ tổ tổ Hùng vương. Và ngày hôm qua thì thị trường đã quay trở lại với một phiên giao dịch với nhiều cái sắc đỏ và và chúng ta thấy đóng cửa phiên giao dịch ở ngưỡng 1040 như vậy là hôm qua VN-Index của chúng ta đã cũng đã giảm 0.8%. À, và các chị còn nhớ thì trong về các cái chương trình vừa rồi thì quan điểm của Thái Lê đây đang là thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái xu hướng quay giảm và những cái nhịp hồi của thị trường thì khá là ngắn. À, mặc dù các chị nếu mà chúng ta tìm kiếm thì lựa chọn thì các chị vẫn có thể có được những cổ phiếu uh, chạy ngược dòng hoặc là đưa lại cái lợi nhuận. Tuy nhiên cái tỷ lệ đấy là không cao và tỷ lệ đấy là không cao và do vậy nên là quan điểm của Thái Lê trong xuyên suốt cả cái thời gian vừa rồi Thái Lê sẽ ưu tiên cho cái việc là đứng ngoài bảo toàn các cái khoản lợi nhuận mà trước đó chúng ta đã có được từ cái thời điểm mà nửa cuối tháng 3 cho đến nửa đầu tháng 4 và còn nửa cuối tháng 4 thì gần như thị trường của chúng ta rơi vào những cái vùng khá là khó khăn và quan điểm của Thái Lê thì thị trường của chúng ta vẫn còn tiếp tục những cái nhịp giảm và khi mà thị trường giảm về ở các cái ngưỡng dưới 1025 À, dưới 1025 cho đến là 1010 thì Thái Lê nghĩ đánh giá đây là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể kinh doanh trở lại với cái nhịp giao dịch đảm bảo để tên từ T5 cho đến là T7 được và dự kiến là khoảng tầm đầu tuần tới đầu tuần tới sẽ là một cái cơ hội để các anh chị kinh doanh các chị nhé đấy là về quan điểm của vn và vn thì thời điểm này chúng ta cũng thấy là sau cái nhịp hồi hút về ở khách sạn ở đây thì nó đã chạm ở ngay cái ngưỡng 1050 đó là một cái ngưỡng cản khá là mạnh và bắt đầu tiếp tục một cái đà giảm Đó cái hình mũi tên này chúng ta đã vẽ từ trước đó à, Thái Lê sẽ điều chỉnh à, Và khi mà nó điều chỉnh về trong cái thời gian sắp tới về ở các cái vùng ở dưới này <laughs> Bắt đầu từ vùng dưới này Đây có thể nói sẽ là một cái vùng đó các anh chị nhé, Thì sẽ tạo ra được một cái có một cái nhịp hồi à, Có thể nó chỉ về ở 1028 Cái này chúng ta sẽ cần phải theo dõi uh, kỹ hơn À, tuy nhiên những cái nhịp giảm về sau này khi mà thị trường của chúng ta đưa lại một cái nhịp hồi á Thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có một cái nhịp khoảng tầm T5 đến T7 Thì đấy sẽ là cái cơ hội để kinh doanh phù hợp <laughs> Và sẽ có nhiều cái cổ phiếu để chúng ta kinh doanh hơn à, Tuy nhiên thì các chị thấy ở trong cái chương trình như là lọc cổ phiếu Thì trong cái thời gian gần đây mặc dù là số lượng mã lọc ra rất là ít Tuy nhiên vẫn đưa lại một cái hiệu quả khá là cao Như nó tìm ra một số cổ phiếu như LHG, APH, APMV à, Vẫn là những cái cổ phiếu mà ngược dòng SCR Vẫn đưa lại cho chúng ta một à, trong những cái điểm tranh và những cái điểm đà tăng à, Đây thực sự là vẫn là những cái cổ phiếu đi ngược Vậy ở trong cái ngày hôm nay, <laughs> sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay Mùng 5 tháng 5 thì Thái Lê làm cái video này Thì à, hy vọng để xem cái ngày cuối cùng của cái, của cái tuần này Thì chúng ta có cái cơ hội nào không anh chị nhá ờ chúng ta sẽ để thái lên sẽ ấn cái bộ lọc để nó chạy luôn cái rồi ok một chạy một bộ lọc rồi trong quá trình theo dõi các anh chị đừng quên là hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh youtube của itp anh chị nha gần như diễn biến của thị trường giai đoạn hiện nay thì Thái Lê cũng thấy có một số cái nhóm ngành khá là khỏe, đặc biệt như là nhóm ngành bất động sản, như nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán. Tuy nhiên khi điểm mà điểm mục tiêu, cái target để có thu được cái lợi nhuận thì lại khá là thấp. Do vậy nên là mình cũng hơi lan tăn Thái Lê cũng đã không đưa ra cái các cái khuyến nghị thêm. Ố, sao lại chạy có được mấy cái nhỉ nhỉ? Ừ, uhm, biết nó có bị lỗi gì không nhỉ? Chạy toàn ra thông số của chả lẽ lại không có mã nào. Rồi để mình để mình chạy test lại xem nào. Mùa 1 tháng 5 mùng 1 tháng 5 2023 mùng 4 tháng 5 Ồ nó có một cái lỗi gì rồi mà nó không ra được ở đây đều nó ra là cái ngày mùng 1 tháng 5 anh chị này ờ, không hiểu sao nhỉ mùng 1 tháng 5 chúng ta đang còn phải nghỉ lễ lao động lại bắt cổ phiếu để giao dịch à <laughs> chắc nó có một cái lỗi gì đấy có vẻ như là số lượng mã nhiều đấy các chị năm rồi okay. thêm một cái bộ lọc nữa nó bị lỗi ngày cho vậy thái lê đang để ở cái uh, recent đây tức là ngày gần nhất ồ oh, bộ lọc này chỉ được có vài mã thế này nhỉ quá ít luôn đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bộ lọc quá trình theo dõi các chị thấy chương trình hấp dẫn thì đừng quên là hãy comment thả một cái quả tim ở, ở dưới phần bình luận anh chị nha đầu tiên về long hầu long hầu với cổ phiếu gần như là hai cái ngày 24 25 trước kỳ kỳ nghỉ lễ liên tục chúng ta đưa ra cái cổ phiếu long hầu rồi, tuy nhiên đến bây giờ thì nó đã chạy tít mít rồi chúng ta không còn để quan tâm nữa À, đối với cổ phiếu DG cổ phiếu cũng, cũng được đánh giá là rất là khỏe và đợt vừa rồi sau khi mà nó không hồi được về đúng những cái vùng kỳ vọng đó là cái khách sạn thì nó chỉ mới hồi về ở ngưỡng 16.1 16.2 nó đã chạy rồi thì sau đó Thái Lê cũng khá là đáng tiếc cái mã này nhưng mà cũng không biết làm sao cả chấp nhận là đứng ngoài cuộc chơi chờ cho nó về ở những cái vùng nó phù hợp hơn à để mà nói lướt được đối với cổ phiếu DG thì các cái ngưỡng bây giờ mua lại phải chấp nhận mua ở cái ngưỡng cao như là 17.8 thì cũng có thể là là một cái vùng à để lướt được T cộng 17.8 anh chị này. À 17.8 nhìn cái đồ thị tuần của nó thì hiện nay nó cũng chưa được à, thực sự là ủng hộ à, đồ thị tuần thì hoàn toàn nó cũng có thể là cứ túc tắc túc tắc là về 15.5 à, là khách sạn do vậy nên là Lướt nhanh thì cũng có thể nghĩ đến nhưng mà thôi tạm thời chúng ta cứ à, theo dõi thêm đã Yeah. bạn nào mà nhanh tay nhanh mắt thì các bạn có thể là bốc ở 18 rồi sau đánh lướt lên nhưng mà Thái Lê đánh giá đây nó chỉ lên được khoảng 19.5 đến 20 rất là nhanh luôn đang còn hơi ngại là không kịp ấy còn à, tại sao là cái điểm này nó lo lắng bởi vì cái khách sạn của DG mặc dù là tuần sau cho xuất hiện nhưng mà tuần sau nữa nó đã xuất hiện đây rồi nên à, có thể đây là những cái nhịp, nhịp rút à, đó. Rồi Di Dep cũng qua cũng có một cái cú giảm khá là ác chiến này. Ừ, Hòa Phát cũng đang về cái vùng hỗ trợ. Hòa Phát thì chỉ có một cái yếu điểm đó là nó có cái cản của dài hạn á ở cái vùng 22.6 khá là mạnh. Do vậy nên anh chị có cổ phiếu Nhưng Hòa Phát thì chúng ta có thể nghĩ đến cái vấn đề giữ để kéo lên ở vùng này chứ còn lại à, để mua ở đây thì nó vẫn à, chưa thực sự là là mạnh mẽ bởi vì mua ở đây thì chúng ta lại chốt lời ngay ở cái vùng 22.6 tức là khoảng tầm 4 đến 5% thì cái biên của nó cũng không phải quá lớn. Biên nó không quá lớn nhỉ. để mình xem lại cái hỏa phát tí nha biên không lớn đây cũng là hỗ trợ chúng ta thử xem cái đồ thị ngắn hơn xem như thế nào HPG đồ thị giờ Ok, nói chung là cũng lướt được đây các bạn. Mùng mùng 5 tháng 5 này. Rồi, HVG. Nếu mà lướt cái mã này thì chúng ta lướt ngay ở cái vùng 21.1 này luôn. Ừ, uhm, tức là giảm khoảng tầm 1% nữa thôi. À, đánh lướt nhanh được đấy. IDG thì quá đẹp nhỉ, tuy nhiên thì không phải dành cho những người đến sau. KDH cũng đẹp, nhà cũng đẹp như vậy là bất động sản khu công nghiệp mà hôm ngày hôm qua cũng khá là trội dậy, nhóm bất động sản vẫn rất là mạnh, CCL này bất động sản khu công nghiệp. nhóm chứng khoán dòng nhỏ vẫn có vẻ muốn bứt tốc nhưng mà lực hơi yếu. Ồ, oh, cái chỗ này lọc vừa rồi là toàn bộ là nhóm bất động sản này À nhóm chứng khoán. Mã này thanh khoản bé nhỉ. THG xây dựng tiền giang à, mã này thanh khoản cũng bé Techcombank Ok Techcombank chúng ta sẽ cùng xoay lại một lúc nè Techcombank thì nó đang có một cái hỗ trợ mạnh ở 28.4 trước đây nó đã về 28.4 loanh quanh ở đấy cái thì bật lên bây giờ cái lần này về như thế nào thì thấy sẽ xem thêm cái đồ thị ngắn này Đồ thị giờ thì nó không thực sự là sáng lắm nha. Không thực sự sáng. Nhìn như cái đồ thị giờ này nó có thể quét lại 25. à 28.4 28.5 rồi nó bật lên mà chỉ lên được 29.2 thì ngắn quá. Thôi chúng ta lại phải chấp nhận bỏ qua đã. Điện gia lai như vậy là nhóm điện là đang là cái nhóm có chiều hướng uh, tích cực. Điện mà bây giờ 16.4 mà chuyển về 15.5 thì nó lại sàn mất à, đúng không? Nên là bắt buộc chúng ta lại phải theo dõi thêm GVR Ok, GVR, GBR là chúng ta có thể nghĩ đến cái việc lướt được, thì đối với GVR là 15.4, GVR 15.4, SHS, HAH cũng rất là đẹp. công Bắc cũng mức độ tạm. SCI ờ nhưng mà thanh khoản thấp. Như vậy là cái hôm nay là cái tín hiệu này rất là nhiều luôn. Nhưng mà hầu hết là nhiều cổ phiếu lại không có thanh khoản để giao dịch được. Ừ, Novaland hôm nay giảm 5,2% Novaland thì chúng ta chờ khoảng đến thứ ba các chị thứ ba mà nó vẫn giữ được cái vùng này thì Novaland khả năng tham gia được đấy thứ ba thứ ba chúng ta theo dõi lại ngoài Masan này hôm qua giảm 3,4 phẩy ừ, bốn phần trăm massage này gọi dành cho những bạn nào mà ưa thích kiểu thò tay bắt đáy đúng không thì quanh như vùng 68 69 ngày hôm nay đạp phái nữa là coi như tham gia đánh lên 74 75 à. nhưng mà trên góc nhìn đi chi thì nó không rõ ràng cho cái điểm hỗ trợ nên là Thái Lê không tham gia đâu. thị trường mà thuận thì cơ hội bắt nó sẽ 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 các cái điều kiện mình tham gia nó sẽ mở hơn nhưng mà khi mà thị trường xấu là cái điểm vào thì quan điểm Thái Lê là cần phải có sự khắt khe hơn rất là nhiều so với bình thường bình thường có thể là trong cái bộ lọc này thì không phải là hai mã đâu mà có thể là có khoảng tầm 3 bốn mã để mở mua được Tuy nhiên thì trong với một cái bối cảnh thị trường không được mấy thuận lợi và đẹp như hiện nay thì mình muốn có một cái sự à, um, sát hơn à, và nhiều điều kiện yếu tố hội tụ hơn khi mở cái điều kiện mở mua một cổ phiếu. Oh giờ khẩu trang hôm nay hôm qua cũng tím trần này, oh, tuyệt vời nhỉ Ok, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta có hai mã là hòa phát và gvr à, và cũng giống như những cái chương trình à, những cái buổi của tuần trước trước khi kỳ nghỉ lễ đó là giai đoạn hiện nay anh chị lưu ý nên tham gia với cái tỷ trọng thấp thôi nên tham gia với tỷ trọng thấp anh chị nhé bởi vì vn index vẫn đang trong một cái uh, nhịp điều chỉnh giảm và chúng ta gần như để tham gia để theo dõi thị trường là chính chứ còn về cơ hội để tham gia thì thái lê nghĩ sẽ rơi vào khoảng tầm đầu tuần tới đầu tuần tới là cái cơ hội nó rõ và khi thị trường của chúng ta giảm về ở dưới 1025 dưới 1025 thì thời điểm đấy Thái Lê tin là sẽ có một số cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, rồi bất động sản thì có thể để ý được. Còn giai đoạn hiện nay Thái Lê nhìn chung kể về tất cả các nhóm ngành chỉ có nhóm về may mặc là hiện nay là đang còn có dòng tiền chuyển động sang trading T cộng nhưng mà có lẽ T1 hoặc T2 thôi. Không không chắc ăn lắm. Rồi rất là cảm ơn anh chị nhá. Chúc anh chị đầu tư thành công và trong quá trình đầu tư các anh chị cần tham gia vào các cái room tư vấn cũng như nhận định thị trường kịp thời à, thì các anh chị hãy liên hệ với thái lê theo số điện thoại trên màn hình rất là cảm ơn các anh chị xin chào